thưa quý vị, còn bây giờ là phần góp mặt của học trò huấn luyện viên Cẩm Ly. Thưa quý vị, nếu mà bé này mà hát nhạc dân ca thì thôi rồi, nó ngọt ngào, nó liếm cả người, và bởi vì giống như là sinh ra để hát dân ca. Nhưng điều đó không thể tiếp diễn mãi, mà không thể một màu như thế. Huấn luyện viên đã có một quyết định mới, là sẽ chọn một ca khúc không mang ít nhiều gì cả, giai điệu dân ca. Thưa quý vị, và cùng với cô ca sĩ Nhí này trên sân khấu sẽ là chính tác giả của bài hát, đó là nhạc sĩ Phương Uyên, vừa đệm đàn vừa hát bè cho bé. Thưa quý vị, bé có nickname rất dễ thương và cũng dễ nhớ, bé Đu Đu. Oh, yeah.
nhân là 07 quý vị nhé. Thưa quý vị, có một điều quý vị thấy bé đi vô đi ra đi cà nhắc là bởi vì có một sự cố đã xảy ra hai ngày trước đây, là cái móng chân cái nó bị sự cố, cho nên là nó chưa có rời hẳn, nhưng mà nói từ dân gian là nó lạc liền. Nhưng mà bây giờ thì thôi, bác sĩ cứ kêu bó vào đi, chứ mà rứt luôn thì coi như mất cái móng đó, thì biết đâu là nó hên, nó may, nó còn. Nhưng mà hồi nãy chú Bạch hỏi con có đau lắm không? Dạ còn đau chú Bạch. Nhưng mà quý vị thấy lên nửa cung rồi lên cao lên như thế, coi như quên hết mọi nỗi đau. Thanh Bạch nói điều này không phải là để quý vị bình chọn vì cái đau, mà quý vị bình chọn vì thật sự tài năng của bé. Còn cái việc đau thì nói cho quý vị biết để chia sẻ thế thôi quý vị nhé.